Và tại sao đồng hồ vạn năm thì được phân chia làm dòng bó túi và dòng chuyên nghiệp? Ngoài so sánh về thiết kế này, chức năng này, độ chính xác này, thì người ta sẽ phân biệt đồng hồ vạn năm dạng bó túi và đồng hồ vạn năm dạng chuyên nghiệp dựa vào tiêu chuẩn bảo vệ quả áp hay còn gọi là cấp đo lường cát. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Máy Đo Chuyên Dụng. Như chúng ta cũng đã biết thì đồng hồ vạn năng là một thiết bị quá quen thuộc với những ai đang làm trong ngành kỹ thuật điện tử hay là viễn thông. Đây là một thiết bị quan trọng trong việc kiểm tra, sửa chữa thiết bị điện tử này. Hiện nay trên thị trường thì được phân chia làm hai loại đồng hồ vạn năng, đó là đồng hồ vạn năng dạng kim và đồng hồ vạn năng điện tử. Và với mỗi loại thì lại có những model với mức giá thành khác nhau. Và điều này thì sẽ khiến cho nhiều khách hàng không biết là nên lựa chọn sản phẩm nào cho phù hợp với nhu cầu cũng như là mục đích sử dụng của mình. Nếu mà chúng ta lựa chọn đồng hồ vạn năng với chi phí đầu tư ban đầu thấp thì sẽ khiến độ chính xác không được đảm bảo này. Ngoài ra không đáp ứng được hết các nhu cầu sử dụng và độ an toàn. Thông thường đồng hồ đo điện giá rẻ thì tiêu chuẩn bảo vệ cắt 300 vôn đổ lại sẽ phù hợp để đo và sửa chữa điện dân dụng thông thường, không an toàn khi mà sử dụng trong mạng lưới điện công nghiệp. Còn nếu mà chúng ta lựa chọn đồng hồ vạn năng với chi phí đầu tư ban đầu cao thì cái độ chính xác sẽ được tối ưu này và sẽ đáp ứng được các nhu cầu kiểm tra từ cơ bản cho đến chuyên nghiệp. Với đồng hồ vạn năng mà với chi phí đầu tư ban đầu cao thì tiêu chuẩn bảo vệ sẽ cao hơn này, thường sẽ là cắt 300-600V này, cắt 400-600V và sẽ cho phép đo an toàn trong mạng lưới điện công nghiệp. Mỗi thương hiệu đồng hồ vạn năng thì sẽ có những tiêu chuẩn đánh giá và phân loại khác nhau. Chính vì vậy mà ngày hôm nay mình sẽ đánh giá các sản phẩm có cùng thương hiệu sản xuất. Và đây thì mình cũng có chuẩn bị một số đồng hồ vạn năng của các thương hiệu khác nhau. Chẳng hạn như là đồng hồ vạn năng Prokit MT1233D, đây là dòng bỏ túi này. Hay như là Prokit MT1710. Đây là dòng chuyên nghiệp các bạn nhé. Tiếp đến đó là Kyoritsu 1009, đây là dòng chuyên nghiệp. Và cuối cùng đó là đồng hồ vạn năng Hioki DT4256, đây cũng là dòng chuyên nghiệp. Và tại sao đồng hồ vạn năng thì được phân chia làm dòng bỏ túi và dòng chuyên nghiệp, và chúng được phân chia dựa trên những đặc điểm nào, thì hãy cùng mình theo dõi tiếp video này nhé. Đầu tiên đó là về thiết kế thì các bạn có thể nhìn thấy là ở đồng hồ vạn năng Prokit MT1233D thì được thiết kế rất là nhỏ gọn, giúp thuận tiện cho việc di chuyển cầm nắm và thao tác. Trong khi đó thì đồng hồ chuyên nghiệp Prokit MT1710 có kích thước lớn hơn, thiết kế chắc chắn hơn này, các bạn có thể cảm nhận được độ cứng khi mà chạm tay vào thiết bị. Ngoài ra thì đồng hồ vạn năng chuyên nghiệp này thì còn có khả năng chống va đập tốt này, cho tuổi thọ lâu dài. Thứ hai đó là về chức năng và độ chính xác thì so với dòng chuyên nghiệp thì đồng hồ vạn năng dạng bỏ túi có ít chức năng hơn, bao gồm các chức năng như là đo điện trở, để đo điện áp, đo thông mạch. Chẳng hạn như là với đồng hồ vạn năng Prokit MT1233D thì có khả năng đo điện áp này một chiều, đo điện áp xoay chiều 500V này, đo điện trở 200 mega ohm. Trong khi đó thì các đồng hồ vạn năng dạng chuyên nghiệp thì có giải đo rộng hơn, lớn hơn, lên đến 1000A này, đáp ứng được các nhu cầu về kiểm tra, sửa chữa và cho độ chính xác cao hơn. Vẫn là đồng hồ vạn năng Prokit MT1710 này, nó cung cấp phạm vi đo điện áp một chiều, điện áp xoay chiều với giải đo lớn đến 1000V DC trên 750V AC. Ngoài ra còn tích hợp nhiều chức năng khác như là đo tần số này, điện dung này. Việc tích hợp chu đo máy ép trên thiết bị giúp đảm bảo độ chính xác ngay cả khi làm việc trong điều kiện nhiễu sóng hoặc là sóng không hình sin. Thứ ba đó là về tiêu chuẩn bảo vệ quả áp. Ngoài so sánh về thiết kế này, chức năng này, độ chính xác này, thì người ta sẽ phân biệt đồng hồ vạn năng dạng bỏ túi và đồng hồ vạn năng dạng chuyên nghiệp dựa vào tiêu chuẩn bảo vệ quả áp hay còn gọi là cấp đo lường cát. Tiêu chuẩn cát càng cao thì sẽ cho khả năng bảo vệ càng tốt, đặc biệt là trong các mạch điện có sự dao động lớn này
hoặc là trong mạng biển hay có sự thay đổi tải. Ví dụ với tiêu chuẩn cắt 2 300V thì sẽ cho phép đo các thiết bị này, mạch điện sau ổ cắm điện ở mạch điện áp 300V có khả năng chịu quá áp lên đến 2500V trong thời gian ngắn. Trong khi tiêu chuẩn cắt 3 600V cho phép đo ở các mạch điện ở vị trí cao hơn sau tổ phân phối ở mạch điện áp 600V có khả năng chịu quá áp đến 6000V. Với các đồng hồ thông thường thì đồng hồ bản năng dạng bỏ túi này được trang bị tiêu chuẩn cắt 2 hoặc là cắt 3 300V trở lại. Còn với các đồng hồ bản năng chuyên nghiệp thì được trang bị tiêu chuẩn cắt 3 600V trở lên. Tuy nhiên với các thương hiệu lớn như là Hioki thì những dạng bỏ túi thì cũng được trang bị tiêu chuẩn cắt 3 600V trở lên. Thứ tư đó là về khả năng ứng dụng thì như ở phần đầu mình cũng đã nói thì chắc hẳn là các bạn cũng đã hình dung về khả năng ứng dụng của đồng hồ bản năng. Với thiết kế này, giải đo này, chức năng đo này, độ chính xác và tiêu chuẩn bảo vệ thì đồng hồ bản năng dạng bỏ túi được sử dụng để đo và kiểm tra với những cái công việc đơn giản này, sửa chữa điện dân dụng thông thường. Còn với đồng hồ bản năng chuyên nghiệp thì có thể sử dụng ở cái nơi mà yêu cầu về độ yêu cầu bảo vệ cao hơn, chẳng hạn như là trong mạng lưới điện công nghiệp hay là trong sản xuất này, yêu cầu về độ chính xác cao này, giải đo cao này, đa chức năng này, để có thể thực hiện các công việc chỉ với một đồng hồ đo. Như vậy là chúng ta có thể thấy là đồng hồ bản năng chuyên nghiệp thì cho khả năng làm việc tối ưu hơn này, hiệu quả hơn. Tuy nhiên thì giá thành hơi cao. Nếu mà các bạn sử dụng đồng hồ bản năng dạng bỏ túi để kiểm tra và sửa chữa trong mạng lưới điện công nghiệp thì sẽ có nguy cơ là đồng hồ bị cháy hoặc là sốc điện trong trường hợp mà có những biến động trong mạng lưới điện. Tuy nhiên nếu mà trong trường hợp mà chúng ta sử dụng đồng hồ bản năng dạng chuyên nghiệp để thực hiện các công việc đơn giản thì sẽ gây lãng phí bởi vì là chúng ta cũng không sử dụng đến hết các chức năng của máy. Như vậy là rất khó để có thể khuyên các bạn là nên lựa chọn đồng hồ bản năng dạng bỏ túi hay là dạng chuyên nghiệp, mà các bạn hãy cần xem là chúng ta sử dụng đồng hồ bản năng với mục đích cơ bản hay là chuyên nghiệp để có thể lựa chọn sản phẩm sao cho phù hợp. Như vậy là mình vừa giúp các bạn phân biệt đồng hồ bản năng dạng bỏ túi và dạng chuyên nghiệp. Nếu mà các bạn có nhu cầu đặt mua đồng hồ bản năng thì các bạn hãy truy cập vào website máy đo chuyên dụng.com hoặc các bạn cũng có thể liên hệ đến hotline 0904 810 817, và đừng quên like, share cũng như là ấn theo dõi kênh để cập nhật những video hữu ích nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.